Hello, xin chào 500 anh em. Hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một sản phẩm tai nghe gaming đến từ Kingston, có tên là HyperX Cloud Alpha S. Và mình sẽ mở hộp và giới thiệu sản phẩm này để xem bên trong có những cái phụ kiện nào nhé. Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu mở hộp và để xem sản phẩm này bên trong sẽ có những gì. Thì đầu tiên, đúng rồi, vẫn thao tác một cách bình thường. Ở đây sẽ là một dây 3.5 tương đối dài. Đây là dây nối từ mic qua đến một sản phẩm ạ. Sắp tới mình sẽ mở. Wow, đây là một cái túi lụa. Ui, nó mềm thực sự luôn đấy. Và trên đây có dòng chữ HyperX. Rồi, ok, mình sẽ lấy từ bên trong ra. Bên trong đây là sao cạc giả lập âm thanh 7.1. Và chiếc ui, sao cạc này có thể bật tắt được đấy, qua cái nút bấm ở giữa này. Tăng giảm âm lượng này. Một phím dành cho chơi game, một phím dành cho đàm thoại. Rồi, mình sẽ để gọn qua bên thôi. Thì bên dưới chúng ta sẽ tới nhân vật chính, đó chính là chiếc tai nghe. Đây, đó, chiếc tai nghe này thì mình thấy nó cũng bình thường như mình không biết phải tả về mẫu tai nghe này sao, mình thấy tương đối là nhẹ. Anh em có thể mong chờ một chiếc tai nghe gọi là nhẹ như không đeo, nhưng mà điều đấy làm sao mà làm được vì các cấu tạo mà. Thì đây sẽ là chiếc tai nghe có tông màu đen và xanh. Thì đây, ở cái giữa đây, cái khung này, đây là khung hợp kim mà mình thấy cũng khá là chắc chắn. Đó, cũng không dễ cong đâu anh em. Và ở đây, bên trên sẽ là da sần với logo của HyperX. Còn đây sẽ là cái lớp da bình thường thôi. Và mình thấy thì việc bong da theo thời gian sử dụng có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Và Kingston cũng đã tặng kèm cho anh em một cái nút tai rồi. Tí nữa mình sẽ mở hộp cho anh em. Và ở đây, anh em có thể thấy, đó là hai cái nút. Hai cái nút này thì có tác dụng gì thì tí nữa mình sẽ nói, bây giờ mình chỉ giới thiệu qua thôi. Và đây sẽ là mic. Cái mic đây là mic rời. Mic rời thì có nhiều cái điểm lợi. Ví dụ như anh em chơi game mà anh em không muốn đàm thoại với đang mải nghe nhạc mà không muốn đàm thoại sợ kiểu tiếng nhạc nó át đi ấy, thì tháo cái mic này ra, cất đi để qua một bên. Và nếu như anh em muốn đàm thoại thì lại cắm vào. Đấy, vì cái lúc không sử dụng ấy để nó hơi vướng một chút. Thì dưới cùng như mình đã nói sẽ là hai cái đệm tai để thay thế. Đây là hai cái đệm tai nếu như anh em không thích da ấy, ốp vào tai ấy, trông như này thôi. Và cuối cùng đó là tập bí kíp luyện công. Đây là bí kíp giúp anh em sử dụng tai nghe một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì nó không được việt hóa nên mình nghĩ anh em nên sử dụng Google dịch một cách hợp lý để có thể dịch được cái quyển bí kíp này. Như mình đã nói ngay từ ban đầu thì phần bọc bên ngoài của chiếc tai nghe này nó được làm bằng da, và anh em biết rồi đấy, sử dụng sau một thời gian thì việc bong chóc ra là điều không thể tránh khỏi rồi. Thì đây là giải pháp, thì anh em có thể thay vào, tháo ra thay vào một cách bình thường thôi. Thì mình sẽ để gọn qua một bên. Nhân vật chính của chúng ta đó chính là chiếc đây là chiếc để nối mic, thì mình sẽ nối vào đấy, nối vào mic như này và nối qua cái sao cạc 7.1. đây là chiếc sao cạc 7.1 giúp anh em có thể giả lập âm thanh một cách nghe nó kiểu chơi game nó nghe nó xịn xò hơn, kiểu chơi game âm thanh giả lập 7.1. Tất nhiên thì nó phải có cái tác dụng gì hay ho chứ. Thì mình sẽ nói qua một chút về cái sao cạc này nó kỹ hơn ấy. Thì ở đây sẽ có một nút gọi là để tắt mic. Nếu như anh em mà không muốn kiểu đang chơi game ấy mà bận nói chuyện với ai ấy, bấm một nút thôi, tắt mic. Đây sẽ là giả lập âm thanh 7.1, anh em có thể bật tắt mà sẽ có một đèn led màu trắng. Đây nút tăng giảm lượng. Ở chiếc tai nghe HyperCloud này thì sẽ có hai buồng âm riêng biệt, một buồng âm dành cho giải bass, một buồng âm dành cho treble và mid. Thật ra ấy, thì mình không phải là một người yêu cầu quá cao về âm nhạc đâu. Cái mức độ trải nghiệm âm nhạc cũng như là về tai nghe của mình chỉ ở mức cơ bản với người dùng thông thường thôi. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ đánh giá chiếc tai nghe này trên góc độ là một người dùng bình thường thôi. Nếu có gì sai sót thì mong anh em bỏ qua nhé. Trong quá trình mình sử dụng và trải nghiệm mẫu tai nghe này, mình thấy đây là một mẫu tai nghe cách âm khá là tốt. Và khi mình đeo ấy, mà mình nghe nhạc hoặc là mình có làm một số thứ khác ấy, thì mình ngoài ra ấy, kiểu mọi người xung quanh nói gì mình không nghe đấy. Đôi khi là sếp gọi mình quên mất mình không nghe được, mong sếp xem đây, sếp tha lỗi cho em. Còn chuyển tới phần sao cạc 7.1 này, khi anh em chơi game rồi với âm thanh vòm giả lập 7.1 thì trải nghiệm âm thanh khá là sướng, người gọi là sướng. Còn nếu như mà chuyển qua xem phim ấy thì sẽ không gọi là sướng nữa, mà mình sẽ đổi thành một từ ngữ khác, đó là phê, nghe khá là phê. Tuy nhiên khi mình thử bật giả lập âm thanh 7.1 nghe nhạc thì mình cảm thấy nó không hợp lý cho lắm, bởi vì mình thấy nó hơi chói một chút. Mặc dù tắt đi ấy, nghe rất là tốt thôi, nhưng mà khi bật 7.1 nên mình kiểu cảm giác nó hơi chói tai một chút. Thì đây chỉ là trải nghiệm cá nhân của mình thôi, vì như mình đã nói ngay đầu rồi, mình không phải là một người yêu cầu quá cao về âm nhạc.
Nên đây sẽ là một đánh giá dựa trên góc độ một game thủ cũng như là một người dùng thông thường. Nói chung ấy, để tóm lại một từ thôi, khi sử dụng chiếc tai nghe này trải nghiệm sẽ như nào và sẽ là phê đấy. Vậy thì anh em nào đã sở hữu mẫu tai nghe này, đừng quên để lại ý kiến cũng như góp ý ở dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.